Tọa đàm hiện thực hóa đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hoạt động khảo sát dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Cityland Group triển khai giỏ hàng bất động sản cho thuê. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Cityland Group được phát sóng trên các kênh truyền thông chính thức của tập đoàn. Vừa rồi là những tin đáng chú ý có trong bản tin tháng 10. Sau đây mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Ngày 19 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, Cityland Group đã đồng hành cùng Bộ Xây dựng phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức tọa đàm hiện thực hóa đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan, các chuyên gia và đại diện một số doanh nghiệp bất động sản. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Cityland Group ngày nay đã trở thành tập đoàn đa ngành, hoạt động mở rộng nhiều lĩnh vực mới từ bất động sản, nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục, thiết kế kiến trúc nội thất, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, góp phần nâng tầm cuộc sống. Đặc biệt, phân khúc nhà ở xã hội cũng sẽ được Cityland dự kiến đưa vào kế hoạch kinh doanh để góp phần đồng hành cùng chính phủ thực hiện sứ mệnh phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam. Cũng trong tháng 10, Ban Nghiên cứu Phát triển, Phòng Đầu tư, Phòng Quản lý Thiết kế, Phòng Marketing của Cityland cùng với sự hợp tác của nhà đồng hành Melia đã tổ chức khảo sát các dự án bất động sản nghỉ dưỡng nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Phú Quốc và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoạt động này là tiền đề để Cityland định hướng, nghiên cứu, phát triển và mở rộng các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn trong tương lai. Cũng trong tháng 10, Cityland Group đã phối hợp cùng phòng khám đa khoa Song An tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho hơn 200 cán bộ nhân viên hội sở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi người đã được tiến hành các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát, chụp X-quang, khám thị lực và tầm soát ung thư. Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mỗi người. Kết quả khám sức khỏe hàng năm còn là cơ sở để ban lãnh đạo và nhân sự tập đoàn hiểu rõ tình hình sức khỏe của nhân viên nhằm giúp người lao động nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện kịp thời các bệnh lý nếu có để kiểm soát và điều trị đúng cách, nâng cao sức khỏe cho mỗi người. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, Cityland Phú Quốc đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thống nhất kế hoạch rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ, đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách xã hội cho người lao động, triển khai quy chế dân chủ và phát huy sức mạnh đoàn kết, phối hợp tốt giữa chuyên môn và công đoàn để đóng góp cho sự phát triển của công ty ngày càng vững mạnh. Ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Sheraton Long Beach Phú Quốc, Học viện Khách sạn Hotel Academy Việt Nam vị trí by SL đã ký kết hợp tác MOU với tập đoàn Marriott International Việt Nam Cambodia, tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn lớn nhất thế giới. Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa học viện và 18 khách sạn thuộc tập đoàn Marriott đang hoạt động trên toàn quốc và Campuchia. Buổi lễ diễn ra thành công với sự hiện diện của ban lãnh đạo Cityland Education VT by SL và các đại diện đến từ tập đoàn Marriott International. Đây là sự hợp tác mang tính chiến lược của hai bên với mục tiêu đào tạo, thực hành và phát triển nguồn nhân lực nhà hàng khách sạn chất lượng cao trong tương lai. Cũng theo biên bản thỏa thuận, tập đoàn Marriott International cam kết đảm bảo quyền lợi cho thực tập sinh của trường và tạo cơ hội ứng tuyển cho các học viên của trường vào một trong các khách sạn thuộc tập đoàn quản lý. Bắt đầu từ quý 4 năm 2023, Cityland Group triển khai giỏ hàng bất động sản cho thuê với đa dạng sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường cuối năm 2023 và đón đầu năm 2024. Giỏ hàng bất động sản cho thuê Cityland có vị trí đắc địa nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại trục đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lượng và các trục chính trong khu dân cư Cityland Park Hills, Central Hill và Garden Hills, bao gồm 17 căn nhà phố thương mại, 15 căn shop house khối đế chung cư, 13.500m2 sàn tòa nhà Parkview Palace và 3 tầng cao ốc Cityland Tower. Các mặt bằng cho thuê có giá cạnh tranh chỉ từ 8 đô la Mỹ một mét vuông. Dự kiến tháng 11 năm 2023, giỏ hàng sẽ chính thức tung ra thị trường. Quý khách hàng, quý đối tác có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline 1900565633 hoặc truy cập website cityland.com.vn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tháng 10 của Cityland Group. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.